Thưa Kim Minh đi, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Academy 21. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi ở thời đại của bố Naomi, chính là thời đại của SD. Và lần trước là chúng ta đã thành công trong cái việc loại trừ tình địch đầu tiên, Mervin. Thì tình địch đầu tiên của chúng ta có một cái thái độ quay xe rất là nhanh khi mà biết được là có một bạn nữ thích mình. Đấy, nhanh chóng đã destiny qua một bên. Thế thì tuần này chúng ta lại có thêm một tình địch khác nữa các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đọc nguyên văn của cái Google dịch luôn, bởi thấy nó dịch như này cũng khá là thú vị. Sau đó tôi nghĩ rằng đôi mắt của tôi là đôi mắt duy nhất trên destiny. Nhưng khi cô ấy đi qua thị trấn, cô ấy lại gặp một chàng trai cũng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Một học sinh mới sẽ nhập học vào tuần tới. Tuần này, chàng trai cố gắng theo đuổi cô gái trong giấc mơ của tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Anh ấy đã dính vào nhiều vụ việc khiến anh ấy nổi cáu. Điều gần đây, tôi phát hiện ra là bố mẹ anh ấy vừa mới qua đời. Lòng thương xót. Lòng thương xót. Số phận cảm thấy rất thông cảm cho anh chàng này. Tôi không thể cho phép cô ấy có cảm giác như vậy với một chàng trai trước mặt tôi. Khi anh ấy sẽ đi học vào tuần tới, có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu anh ấy. Nếu anh ta thực sự bi kịch đến thế, sao tôi không khiến cả trường quay lưng lại với anh ta nhỉ? Nhưng không chỉ vậy, sự quấy rối và bắt nạt nghiêm trọng mà tôi muốn anh ấy trải qua còn đến mức anh ấy tự quyết. Ôi định mệnh. Ôi định mệnh. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ không còn gặp lại anh chàng này trong đời nữa. Nói chung là nó dịch khá là hề hước, cho nên là mình đọc nguyên văn lên cho bạn nghe. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn cũng đã hiểu được là nội dung của tuần này và tình địch của chúng ta là một người như thế nào. Thì mình nghĩ là có vẻ như là chúng ta phải vào trường, sau đó là đi nói xấu cái thằng này, để mà chúng ta làm cho nó bị bắt nạt các bạn ơi. Sau đó thì nó sẽ biến mất trong khỏi cái tầm mắt của Destiny. Rồi, thì bắt đầu thôi. Để xem tình địch của chúng ta là khuôn mặt như thế nào. Rồi, mình cũng sẽ kiểm tra thông tin từ chỗ này luôn các bạn ơi. Đây, Parker. Không biết đọc như thế này có đúng hay không. Đúng là trông cũng có vẻ như là hơi bị Menhera các bạn. Không biết là các bạn có hiểu thuật ngữ Menhera không? Chắc là lại đang nói cái nội dung giống như dựng cái tuần trước thôi. Rồi. Thì thằng đó là chắc là lớp 22 đúng không? Mình nghĩ chắc là lớp 22 thôi. Bây giờ thứ mình cần làm không phải là theo dõi cái thằng đó để làm chi cả các bạn ơi, mà mình cần phải vào câu lạc bộ nấu ăn để tăng điểm. Đây, lần trước là mình thấy có một cái đôi tay ở đài phun nước, nhưng mà vẫn không hiểu tại sao lại như thế này các bạn ơi. Và hiện tại là mình đang chơi chế độ story mode, cho nên không thể mở cái bow mode, mở cái live cam lên để mà vào trong đó xem coi là có cái gì được. Rất là tò mò. Rồi, vào trong làm thôi, nhanh lên. Lần trước là mình có hỏi các bạn là có nên làm cái ending Cupid không? Là ghép cặp tất cả những cái tình địch với lại cái crush tình địch đó. Thì mình cũng đã tính làm như vậy, nhưng mà có điều ấy là mình rất là nghi ngờ là nó sẽ có khả năng là nó sẽ giống nhau hết các bạn ơi. Đấy, có khả năng là nó sẽ giống nhau hết. Đấy, cho nên là mình vẫn quyết định là làm theo cốt truyện các bạn ơi. Rồi,
mình quyết định làm theo cốt truyện. Sau đó thì khi mà đã mở cái chế độ có thể thay đổi được giới tính ấy, thì lúc đó mình làm cái Qubit cũng được các bạn. Sao số lượng học sinh đứng ở đây ít thế nhở? Ở đây rồi. Đây, tình địch tương trước của chúng ta đây, bây giờ đang rất là hạnh phúc. Thôi, cho tụi này ăn đi để mình lấy điểm các bạn ơi. Chắc là... đâu phải học sinh đúng không? Sao lại không ăn? Hết rồi. Thảo nào? Thôi vứt tại đây đi. Mình có thể đem trả lại chỗ cũ được chứ mà thôi vứt đi. Rồi bây giờ là mình cần phải lên kiểm tra... tao lại xem nè. Lớp này đúng rồi. Nhưng mà có đứa ở trong lớp cho nên không kiểm tra được giáo viên cũng ở đây. Bây giờ làm sao đây? Mình không biết là giáo viên ngồi đó thì mình có thể kiểm tra được hay không. Rồi coi này là thuốc ngủ. Nó bị đau đầu. Con này là muốn uống nước. Rồi. Xuống lấy thuốc ngủ chứ đi. Hãy để mình làm hết mọi thứ. Rồi sau đó mình sẽ vào xem coi là nó như thế nào. Rồi sau đó mình video nói xấu nó các bạn ơi. Rồi nhận thuốc rồi, đây thuốc đau đầu thì phải. Chứ không phải là thuốc ngủ, thuốc đau đầu. Rồi đây bây giờ là vào trong đưa cho nó thôi. Kể ra thì tuần trước mình vẫn còn là một cái con người khá là thiện lương đi ghép cặp người khác. Nhưng mà tuần này tự nhiên lại đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng rất là đáng sợ các bạn ơi. Khoan. Sai rồi sao ấy? Thử bảo đi chỗ khác xem. Không đi à? Tại sao nó không đi chỗ khác? Nói về chủ đề mèo. Tăng điểm phát các bạn. Xong rồi đuổi đi thử xem. Nó không chịu đi luôn. Bó tay không biết làm như thế nào. Như thế này thì mình không thể nào kiểm tra được cặp của thằng kia. Mọi người hẹn lên cái này là giật lát nha. Đây. Hội trưởng của câu lạc bộ nấu ăn thì đang ở bên dưới rồi. Không được à? Thế thì đến bao giờ mấy đứa này nó mới chịu đi ra đây? Mình cảm thấy khá là bực bội nhá. Đã mở cái bệnh này lên lâu rồi. Thằng này đi. Bây giờ lại đang nói chuyện cái bạn cơ bó tay luôn. Vậy kết bạn với đám này để làm cái gì không biết. Chẳng lẽ bây giờ mình không kiểm tra được cái này à? Để mình xem coi có cầu phòng... đây. Nhặt đồ để chế tạo thôi các bạn ơi. Mình không biết cái công thức để chế tạo bơm khói là như thế nào. Vấn đề là vậy. Mà cứ thử thôi. Xem coi có chế được không chế được. Mình sẽ chế mình ném vào luôn cho nhanh các bạn. Cái này là gì? Kết hợp cái này để làm gì? Chế tạo bơm là bên đây đúng không ta? Rồi xong, bỏ tay luôn, không biết là chế tạo như nào. Thôi kệ, mình cứ thu thập đi.
Bây giờ không được như thế này rồi thì có khi là mình nên vào học để bữa trưa tụi nó đi ra hết các bạn. Rồi tính tiếp, chúng ta vẫn còn một ngày. Không có gì phải vội cả. Ở đi hết chưa? Giáo viên vẫn ở đây nhá. Không hiểu sao bữa trưa mà giáo viên lại ở đây là như thế nào. Bó tay các bạn, gọi giáo viên ở đây là không làm gì được luôn. Đến bữa trưa rồi mà con giáo viên này còn ở đây được. Chịu luôn. Lại đến buổi tiếp thôi. Hết ngay luôn cũng được nữa, mình không sợ các bạn. Đến giờ này mình vẫn hơi nói xấu được mà. Gì? Nè, chắc là cố tình rồi các bạn, cố tình làm như thế này để cho chúng ta không kiểm tra được cái cặp của thằng này rồi. Chứ lý nào mà đến giờ này mà giáo viên vẫn còn ở đây thì mình chịu luôn. Vô lý hết sức. À, bắt đầu gossip thôi, nói xấu thằng kia thôi. Cứ nói thôi. Không có thông tin của nó cũng được. Nhưng mà cái này thật sự là mình chịu thôi các bạn ơi, nó khá là giật lag chứ, mỗi lần mà cái bản này hiện lên là cực kỳ giật lag luôn. Ờ? Gót tiếp tôi phải nói về chủ đề gì đây? À, nói về chủ đề ngược lại. Đâu để xem nào. Mình hiện tại là đang bị trừ tính tận 2 điểm rồi ấy. Mình nói xấu nó thì nó chỉ bị trừ 1 điểm thôi, nhưng mà mình bị trừ tính 2 điểm hay sao ấy. Rồi 20. 20 nhá. Tức là mình phải nắm được là mấy sở thích sở ghét của mấy cái đứa này nữa cơ. Thế thì hơi khó nhá. Liệu mình dẫn nó đi vào những cái câu lạc bộ này nọ các thứ thì nó có biết được là mình có biết được cái thích ghét của nó hay không? Rồi làm cái này hơi mệt nhá. Ở đây được thêm thông tin này. Ôi thế này thì tôi rồi các bạn ơi, phải gợi dẫn nó vào trong những cái này rồi. Làm cái này biết bao giờ mới xong hả trời. Thôi làm đi, được ăn ngã cả về không các bạn ơi. Nó ghét cái này đúng không? Giờ nói chuyện để cho bị trừ ít điểm lại, sau đó thì gossip để xem lại coi là thanh niên nó thật sự bị trừ điểm không. Đây cái này, à đúng là bị trừ điểm thôi các bạn ơi, trừ rất là nhiều luôn, trừ đến 3 điểm lần cơ. Rồi mình hiểu rồi, vậy là mình bắt buộc phải dắt những cái đứa này những cái đứa này vào những cái phòng câu lạc bộ để chúng ta xem thông tin rồi. Nếu mà không có thông tin thì mình sẽ không thể nào làm một phát trừ được nhiều điểm như thế. Rồi, vì đoạn này nó hơi giật lag với lại dài cho nên là chắc là mình sẽ skip qua nhé. Tính skip qua nhưng mà thằng này mang tạp chí người lớn vào trong trường xong bị tịch thu các bạn ơi. Khó có thể tin được. Gặp một cái nhiệm vụ mà nó hơi bị quái lạ như này. Vào đây lấy thôi. Ở đâu vậy? À, đây.
Rồi, lấy được tạp chí người lớn rồi, nhưng mà không biết có đọc được hay không, chắc không đọc được quá. Trả lại cho thanh niên kia thôi các bạn ơi. Ơ, nhưng mà đây là trường đại học mà. Rồi, mâu thuẫn xảy ra rồi. Đây là trường đại học các bạn ơi. Có nghĩa là tụi này đã trên 18 tuổi rồi. Mà bây giờ nó có đem vô thì cũng chẳng có vấn đề gì, nghĩ chắc thế. Nếu mà trường cấp 3 thì còn có thể nói được, nhưng mà đây trường đại học rồi. Thôi, lần này là chính thức kiếp chứ. Vâng, đây chính là cái thành quả trong ngày hôm qua các bạn ơi. Vì thanh niên này có vẻ trông rất là sợ hãi. Rồi, để mình xem nào. Hiện tại là reputation của nó đã bị trừ đến 71 các bạn ơi. Đấy, nếu mà ngày hôm nay mình tiếp tục cố gắng thì nó sẽ bị trừ đến 150 luôn. À, khoai đã. Mà điểm reputation của mình thì cũng hy sinh rất là nhiều các bạn ơi. Đôi bên đều có sự hy sinh cả. Mình lúc đầu là 89, lần bây giờ là mình chỉ còn có 59 thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên lớp trước để kiểm tra xem là giáo viên có ở trong lớp hay không. Rồi. Ơ kìa. Thôi, bây giờ giảm điểm reputation của nó xuống thôi các bạn ơi. Hồi nãy mình có cảm giác như cái bảng danh sách học sinh nó hiện ra nhanh hơn rồi, nhưng mà bây giờ không hiểu sao vẫn chậm. Đấy. Rồi, cách làm vẫn như vậy thôi. Phòng học sinh có đứa nào không? Không có rồi. Vào đây để cho tập chiến người lớn các bạn ơi. Cho thêm cuốn nữa. Không hiểu sao đây có quá trời tập chiến người lớn luôn. Thế là thấy quái nào. Đây là... hội trưởng của câu lạc bộ vẽ, đúng rồi. Mình nhớ rồi các bạn ơi, hội trưởng của câu lạc bộ vẽ. Đâu rồi? Hội trưởng của câu lạc bộ vẽ đúng không? Nhưng mà vẫn thích nhiếp ảnh các bạn ơi, cho nên là mình cứ để như vậy đi. Đấy, thanh niên kia đã bị trừ đến 76 điểm rồi. Hiện tại là mình đang có hai cuốn tạp chí người lớn. Nếu mình nhớ không nhầm là con này. Trời ơi, nhiệm vụ của con này là như thế đấy các bạn. Ở đấy. Đấy, đang cố gắng để mà làm cho điểm của nó tiếp tục bị trừ các bạn ơi. Nó bị treo luôn. Hồi nãy mình cảm thấy rất là lo sợ là không biết là game có bị out ra giữa chừng hay không ấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến với bạn một vài căn phòng mà hồi nãy lúc mà mình đi làm nhiệm vụ mình nhận ra. Đây, phòng tiếng Anh đây các bạn. Không biết là lần trước mình có nhận ra hay không, nhưng mà mình không có ký ức về căn phòng này. Chứng tỏ đây là lần đầu tiên mình bước vào các bạn ơi. Đây, phòng tiếng Anh. Còn phòng sinh học đây. Đấy, trông có vẻ rất là ngầu nhá. Để hoa đây là sao đây? Rồi cứ làm như mọi thường thôi. Mình đang muốn biết là thằng kia nó có bị bắt nạt hay không. Rồi thấy có giáo viên ngồi trong lớp thì chưa chắc gì nó đã bị bắt nạt.
Rồi nó bị trừ đến 81 rồi. Mỗi lúc một trừ nhiều hơn rồi. Không biết là bao nhiêu điểm mới là chính xác nhá. Có bạn nào mà có cái điểm cụ thể của cái việc bị bắt nạt với lại của cái việc mà nó tự bay hơi thì các bạn hãy bình luận dưới cho mình biết nhá. Thôi, vẫn không có cách nào để mở cái này ra luôn. À, rồi. Con này có vẻ ghét mèo hay sao đấy. Vẫn tiếp tục thôi. Như vậy là mình nghĩ là ngày hôm nay thì mình vẫn phải làm cái này thôi. Không biết là đến buổi trưa thì thằng này có bị bắt nạt hay không. À, rồi. Làm nốt luôn con này là có thông tin luôn. Có thông tin đầy đủ hết các bạn ơi. Mình đang gọi là có được thông tin của rất là nhiều đứa ở trong trường rồi. Không uổng công đi kết bạn này nọ các thứ. Ở chữ 87 rồi. Rất là nhanh gọn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để... Đúng rồi. Chúng ta cần phải tăng điểm reputation lên các bạn. Cũng may ấy là trong tập trước là mình có tăng cái điểm reputation của mình lên. Nên cũng may là mình có làm đầy đủ các thứ, nếu không là tồi rồi ấy các bạn. Điểm reputation của mình cũng sẽ âm luôn. Chỉ có tham gia câu lạc bộ nấu ăn thì mới có thể tăng điểm reputation lên thôi. Mình đang rất là muốn gọi là hóng chờ xem bữa trưa thằng kia có bị bắt nạt hay cái gì không. Nhưng mà trường này thì không có gia rư các bạn ơi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ bị bắt nạt. À không được rồi. Rồi, cho ăn đi. Còn 3 thôi. Ở đấy. Người quen các bạn. Gặp được người quen. Rồi vứt để đây đi. Ngày mai nó tự xuất hiện lại trở lại thôi. Ở con này mình không biết gì về nó à. Sao lạ thế nhở. Thì có khi mình còn biết về thằng Mervin nhiều hơn ấy chứ. Đây, mình biết hết thông tin về nó bởi vì mình đã đọc thông tin của nó. Gossip luôn. Thằng kia mình không kiếm được thông tin của nó rất là bực. Thằng này này. Rồi, chiều 89 rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ vào lớp để học luôn xem là bữa trưa nó có sao không các bạn. Nó bị bắt nạt hay là cái gì không? Không thấy thằng này bị bắt nạt. Chắc ở trường này không có cái chuyện bị bắt nạt rồi sao ấy. Vẫn rất bình thường thôi các bạn ơi. Rồi thôi, vậy là mình lại phải tiếp tục kiếp qua ngày hôm nay luôn rồi. Vâng các bạn ơi, thành quả mà mình đạt được trong ngày hôm nay là trừ 149. Và chỉ còn một tí nữa thôi là trừ 150 rồi. Thì để xem nào. Mình hãy nói chuyện được với đứa nào không. Ở đây có đây. Chỉ còn mình nắm được một chút thông tin thôi là ok rồi. Không vấn đề rồi các bạn ơi. Vẫn hẹn lên cái này lâu. Rồi hơi phát này nữa là xong các bạn. Trừ 151 rồi nhá. Bây giờ thứ mình cần làm là đi về thôi. Hôm nay mình chưa tham gia câu lạc bộ cho mình nghĩ là chắc là không sao đâu. Không phải nhất thiết mỗi ngày đều phải tham gia. Bị đuổi đi cái là coi như khốn khổ nhưng mà thôi đành phải chịu vậy.
vì đại sự các bạn ơi. Mình chuẩn bị điểm reputation là cũng vì biết là sẽ có một đứa chúng ta phải sử dụng cái hạ sách này. Nói cho nên là mình mới chuẩn bị thôi. Chứ bây giờ mình nghĩ chắc là cũng không cần thiết đâu. Rồi, SD đã rời khỏi chương. Vẫn như mọi khi thôi. Tony này bị bắt nạt rồi bị quấy rầy gì đó. Nhưng mà... À không. Không có nhân nhị gì hết, thanh niên này quyết định về nhà để tạo ra một kế hoạch dramatic. Dinner's ready. Gì đó? Gì đó? Mở cửa hai lần và đây là con hình nhân các bạn ơi. Vâng, có lẽ là mình vẫn chưa cho các bạn xem cái bộ dạng của SD khi mà về nhà vào ban đêm đúng không? Đây, mình nhớ lần trước là mình đã cho các bạn xem rồi nhưng hình như mình cắt đi cái đoạn đó hay sao ấy. Đây là khi mà SD về nhà này các bạn xem, đeo vòng vàng rồi lộ ra cơ bắp trông kiểu rất là sang luôn các bạn ơi. Đấy, trông rất là sang chảnh luôn. Giống như là đã giàu từ nhỏ vậy. Rồi. Vậy là chúng ta đã loại trừ cái tình địch thứ hai rồi các bạn ơi. Ở tuần đầu tiên thì chúng ta như là một thiên thần kết nối giữa những cái người mà có tình cảm với nhau. Nhưng mà qua tuần thứ hai chúng ta trở thành một con ác quỷ chuyên lén lút đi nói xấu người khác. Đúng là... Nó có một cái sự chênh lệch rất là lớn các bạn ơi. Rồi, lẽ ra là mình đã tính tiếp tục trở thành Cubit. Nhưng mà vấn đề là mình sợ là nó giống nhau và như thế nó sẽ nhàm chán. Đấy, cho nên là mình quyết định là thôi, làm theo cốt truyện đi. Mặc dù tuần đầu tiên chúng ta đã thất bại do là không thể nào mà đến được cái nơi ở của quỷ ảnh. Nhưng mà không sao, kể từ bây giờ làm tiếp cốt truyện cũng không có vấn đề gì cả các bạn ơi. Sau khi mà nó mở ra các phần giới tính, có thể thay đổi được. Giống như lúc đầu mình nói thì khi đó là chúng ta làm cái gì chẳng được. Đấy, đến lúc đó ghép cặp này nọ các thứ đều được cả các bạn ơi. Rồi, video này đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy bấm cho mình like, đăng ký nó cả người mới. Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ tụi mình. Nếu các bạn không biết bình luận gì ở bên dưới thì hãy bình luận dấu chấm, dấu phẩy hoặc chữ đã xem, hoặc những icon đáng yêu, mình sẽ xuống dưới để tiêu cho các bạn nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.